trước đến nay, hệ nhắc đến game online xuất xứ từ Trung Quốc, hầu hết mọi game thủ Việt đều cảm thấy ác cảm. Vì ngoại trừ các tựa game PC kinh điển đã ra mắt từ đời đầu như Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Thiên Long Bát Bộ, Phong Vân Online, Trinh Đồ, Thế Giới Hoàn Mỹ, thì hầu hết các sản phẩm game online mới sau này dành cho nền tảng web game hay mobile đều có lối chơi trùng lập, chất lượng đồ họa tầm trung, cảm giác trải nghiệm nơi người chơi bị phụ thuộc nhiều vào auto và hơn cả là luôn đề cao công thức chơi pay to win khiến ai cũng cảm thấy chán ngán khi chạm vào. Dù vậy, đâu đó trong những năm gần đây, thị trường làng game Việt vẫn đón nhận một số gương mặt sáng giá đến từ thị trường đại lục như Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Liên Quân Mobile, Crossfire Legends, Rule of Survival hay gần đây nhất là PUBG Mobile, qua đó ít nhiều tạo được niềm tin nơi cộng đồng. Và hôm nay, kênh Top Game Online bọn mình xin đề xuất đến các bạn top 10 dự án game online Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của giới game thủ nước Nga để thông qua đó cho tất cả thấy việc người Trung Quốc làm ra game hay cũng không phải là chuyện hiếm gặp thời nay. Top 10 dự án game online Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của giới game thủ Việt. Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile. Được hé lộ những thông tin đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái và sau đó là những hình ảnh, video khá chi tiết tại sự kiện China Joy 2018, dự án Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile ngay lập tức nhận được sự chú ý của rất nhiều game thủ trên toàn thế giới. Đây là phiên bản mobile chính chủ được phát triển dựa trên tựa game PC cùng tên đã ra mắt cách đây hơn 12 năm, qua đó ít nhiều đem lại những cảm hứng quen thuộc cho người chơi khi chạm vào. Được biết, những tính năng chủ chốt của game vẫn được lưu giữ, bao gồm hệ thống cánh cho nhân vật, hệ thống thú cưỡi, trang phục cũng như combat hấp dẫn cho game thủ. Nhà phát triển cũng khẳng định rằng bản đồ trong Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile sẽ có diện tích lên tới hơn 60.000 km² cho người chơi thỏa sức khám phá. Tuy nhiên, ở phiên bản hiện tại, game mới chỉ mở khóa 3 chủng tộc bao gồm người, thú và tiên. Ngoài ra, có 5 trong 6 class được xác nhận là phù thủy, kiếm sĩ, ma nhân, cung thủ cùng giáo sĩ. Riêng class thứ 6, tiên tử cũng được hé lộ và có lẽ sẽ ra mắt trong những bản cập nhật tiếp theo. Call of Duty Mobile. Thể loại game bắn súng Battle Royale đang thống trị thế giới game thời điểm hiện tại. Điển hình là các game như PUBG hay Fortnite đang chiếm giữ vị trí độc tôn trên bảng xếp hạng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, có một lượng lớn game thủ khác vẫn dành tình yêu cho Call of Duty, loạt siêu phẩm FPS đóng góp công sức lớn lao cho sự lớn mạnh thể loại game bắn súng. Vậy nên, bất kỳ sự ra mắt của phiên bản Call of Duty Mobile nào vào lúc này đều được dự đoán sẽ gây tiếng vang lớn và làm khuynh đảo làng game PC cũng như console. Để thực hiện điều này, nhà sản xuất Activision đã hợp tác với Tencent Game cho ra mắt phiên bản Call of Duty Mobile chính chủ với tên gọi Call of Duty Legends of War. Theo đó, Call of Duty Legends of War cho game thủ hòa mình vào phong cách FPS thuần chất. Ở đó, game thủ có thể di chuyển tự do và khai hỏa đúng như một game PC đích thực với hệ thống súng đạn và class lính cực kỳ đa dạng. Game thủ có thể chọn nhiều class khác nhau như súng máy, bắn tỉa hay đột kích với bộ skill và vũ khí đặc trưng. Ngoài chế độ đấu mạng thông thường, game cũng có chế độ zombie, phân thành hai nhánh, cốt truyện và chiến dịch, đảm bảo thỏa mãn những tay súng hăng máu ưa thích chất kinh dị. Life After. Được biết, Life After chính là phiên bản quốc tế của tựa game nhập vai sinh tồn thế giới mở đang nổi đình nổi đám tại Trung Quốc, The Day After Tomorrow vừa được nhà sản xuất NetEase Game ra mắt cách đây không lâu. Lấy bối cảnh một thế giới bị tàn phá bởi một loại virus chết người, những người còn sống sót phải dựa vào không khác gì ngoài mưu mẹo và hai bàn tay của chính mình để sinh tồn trong thế giới đầy thù địch. Luật pháp và trật tự đã sụp đổ khi các phe phái chiến đấu với nhau trên các tài nguyên quý giá còn lại, trong lúc tránh những làn sóng zombie đáng sợ đang thèm khát máu thịt của những người chưa nhiễm bệnh. Về cơ bản, Life After Mobile là sự kết hợp giữa thể loại sinh tồn và nhập vai chiến lược nhiều người chơi. Tại đây, người chơi sẽ được thực hiện vô số những hành động như săn bắn, hái lượm, khai thác khoáng sản cho đến phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn đến những vùng đất đầy thây ma để thu lượm tài nguyên cần thiết cho công cuộc sinh tồn.
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Mobile. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Mobile thuộc thể loại game nhập vai hành động, sở hữu nền đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt. Không những thế mà bối cảnh bản đồ trong game cũng được tái dựng hùng vĩ với độ sắc nét gần như tuyệt đối, nơi mà bạn có thể thấy rõ cảnh vật dù khá nhỏ bé. Song song đó là phần hình ảnh nhân vật, quái vật, trang phục trong game cũng được phác họa khá giống nguyên bản trong tiểu thuyết Cổ Long. Càng dấn thân vào game, người chơi càng được phiêu lưu trong một thế giới kiếm hiệp rộng lớn, được chia nhỏ ra thành nhiều chương hồi phức tạp với hệ thống nhiệm vụ dày đặc và lắm thử thách. Tại đây, bạn có thể thỏa sức đam mê theo đuổi võ học với những chiêu thức vũ bão và đầy dứt khoát. Đặc biệt, với hệ thống chiến đấu đậm chất hành động mà game Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Mobile càng khiến những hoạt động giao tranh trong PvE, PvP của game diễn ra sôi động và hoành tráng hơn bao giờ hết. Mọi thứ diễn ra dồn dập tới độ, nó khiến cho người chơi như bị cuốn vào một thế giới hỗn loạn, không có hồi kết vậy. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile. Do là một sản phẩm game mobile online nhập vai kiếm hiệp kế thừa tinh hoa từ bom tấn Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao trên nền tảng PC, vì vậy cốt truyện, hình ảnh hay thậm chí là cả lối chơi đều mang nhiều nét đặc trưng của dòng game này dù hiển thị trên nền tảng di động. Dù hiện tại nhà sản xuất Tencent Game chưa hé lộ nhiều về gameplay lẫn tính năng của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile, song hãng vẫn đảm bảo rằng đây sẽ là một tựa game kiếm hiệp mang đến ba điều tuyệt vời nhất cho bạn cảm thụ, đó là chất lượng hình ảnh mô phỏng vô cùng chi tiết, lối chơi thiên hướng thế giới mở với nhiều hoạt động xã hội, tương tác thế giới quan xung quanh như thật, và cuối cùng là cơ chế chiến đấu đậm chất điện ảnh. Nếu bạn chưa biết thì Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao là một MMORPG 3D có đề tài võ hiệp được phát triển và vận hành bởi Tencent Games. Đây là một sản phẩm được đầu tư công sức vô cùng kỹ lưỡng và gây được sự chú ý từ cả giới game thủ lẫn truyền thông bởi những nền tảng đồ họa tuyệt đẹp cùng cơ chế gameplay độc đáo, hứa hẹn sẽ mang lại một tiêu chuẩn mới cho dòng game võ hiệp. Tất nhiên, điểm hấp dẫn nhất trong gameplay của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Online có lẽ là hệ thống chiến đấu non-target có tốc độ nhanh và chân thực với cơ chế tự động đỡ đòn dựa trên chỉ số của người chơi. Mỗi môn phái sẽ đòi hỏi các thao tác điều khiển khác nhau. Đối với tựa game này thì người chơi sẽ không thể cắm mặt vào tấn công mà sẽ phải biết tùy cơ ứng biến với từng loại kẻ địch hay boss để mang lại những hiệu quả tốt nhất. Cửu Âm Chân Kinh 2. Cửu Âm Chân Kinh 2 là một dự án game online dành cho nền tảng PC thuộc thể loại sandbox có đề tài võ hiệp, được phát triển và phát hành bởi công ty Snail Games. Trò chơi là phiên bản tiếp nối chính thống của IP nổi tiếng, hứa hẹn mang đến sự đột phá trên mọi phương diện đồ họa cho tới nội dung gameplay, đảm bảo xây dựng nên một thế giới võ hiệp lịch sử cổ trang đầy tính tự do, cho phép người chơi hành tẩu giang hồ, trải nghiệm. Qua đó, Cửu Âm Chân Kinh 2 sẽ kế thừa những dung cảm của võ thuật cộng đồng đã được hình thành trong bản gốc và sẽ giữ lại các tính năng như kỳ ngộ và hệ thống sáng tạo kỹ năng. Lúc này, cả người chơi và NPC sẽ cùng chịu ảnh hưởng bởi địa điểm, môi trường, thời tiết. Dấn thân vào game, người chơi sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình với sự tự do tự tại nhất có thể, nhưng rồi cũng sớm được huấn luyện những cú đấm, đá đơn giản và tìm hiểu thêm những loại kỹ năng sống, võ công thực chiến khác nhau trên con đường khám phá thế giới giang hồ rộng lớn. Một vài người có thể sẽ trở thành bậc thầy của bộ võ học nhất định, một số khác có thể sẽ lãnh đạo bang hội riêng và xây dựng thành trì chinh phục thế giới, những số khác nữa có thể làm được những điều hoàn toàn dị biệt hơn như cưới vợ sinh con chẳng hạn. Đột kích HD. Nếu bạn chưa biết thì Đột kích HD là dự án game online bắn súng do Smilegate Hàn Quốc kết hợp với The Nine Trung Quốc phát triển từ đầu năm 2016, sau này được bàn giao lại cho Tencent và mời thêm studio Remedy Entertainment châu Âu cùng phối hợp học tạo nên một siêu phẩm. Theo đó, Smilegate và Tencent sẽ tập trung phần phác thảo cơ chế gameplay mới và đồ họa full 3D cho trò chơi dựa trên nền tảng Unreal Engine 3 tân tiến. Còn Remedy Entertainment sẽ lo phần thiết kế nội dung, kịch bản cốt truyện game để tăng thêm phần sâu sắc ở các chế độ chơi. Cụ thể, giờ đây cốt truyện sẽ đóng vai trò quan trọng cho Đột kích HD, chứ không chỉ là một phần chơi rời rạc, không có tính liên kết như trong các tựa game online bắn súng phổ thông khác nữa.
Cũng cần phải nói thêm rằng, Đột kích HD là phiên bản phát triển nâng cấp, tách biệt của tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất Đột kích, vốn có nhiều thành tích vô cùng đáng nể trên khắp thị trường Nam Châu. Trò chơi sử dụng công nghệ kỹ thuật game mới, ngoài việc tiếp tục những hình thức PvP vốn có ra, thì trò chơi còn thêm vào hình thức PvE được nâng cấp, làm phong phú những trải nghiệm của game thủ. Nhìn chung giờ đây, Đột kích HD tập trung hướng đến dòng game bắn súng đồng đội hiện đại với các pha tổ hợp chiến thuật hành động vũ bão hơn, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho người chơi trên chiến trường nhờ cảm nhận rõ cường độ căng thẳng của một trận chiến là nguy hiểm như thế nào. Với rất nhiều loại vũ khí, trang bị đặc biệt, đồng phục chiến đấu giống như ngoài đời thực và cả những con đường tà đạo dẫn đến chiến thắng bất ngờ sẽ giúp bạn có được những trận đấu súng ấn tượng nhất mà hiếm có từ game online cùng thể loại ở thời điểm hiện tại mang đến được. Mission success. Global risk win. Crossfire Legends Last 12 Hours. Crossfire Legends Last 12 Hours là dự án game bắn súng sinh tồn được phát triển tách biệt từ Crossfire Legends đã ra mắt trước đó vài năm. Qua đó, game tập trung nâng cấp phần đồ họa lên chuẩn HD, bối cảnh bản đồ được mở rộng và gia tăng thêm tối đa hiệu ứng thị giác. Lúc này, người chơi sẽ cảm thấy kinh ngạc và choáng ngợp trước sự thay đổi của thời tiết, hiệu ứng ngày đêm cũng như những áp lực mà người chơi phải chịu trong quá trình trải nghiệm lại sinh động và chân thực đến khó tả. Hơn thế nữa, phiên bản này sẽ tập trung vào khía cạnh sinh tồn rất hot hiện nay với sự xuất hiện của nhiều chế độ chơi đa dạng như chế độ zombie, chế độ săn boss và hệ thống vũ khí, xe, giáp phong phú hơn. Bên cạnh đó, với lối chơi bắn súng sinh tồn quen thuộc, người chơi vẫn sẽ phải trải qua các giai đoạn lút đồ, chạy bo và tìm cách tiêu diệt những đối thủ của mình. Tất nhiên, ngoài sự nâng cấp về đồ họa cũng như thêm vào nhiều bản đồ mới thì Crossfire Legends Last 12 Hours cũng không quên phát triển một số tính năng mới khác để khắc họa một màu sắc riêng biệt so với các game bắn súng sinh tồn đang có mặt trên thị trường. Nghịch Thủy Hàn Online. Nghịch Thủy Hàn Online thuộc thể loại game nhập vai chưa cài đặt trên PC được NetEase phát triển trong suốt 4 năm trời. Trò chơi có nội dung được cải biên theo tiểu thuyết võ hiệp cùng tên thuộc chùm tác phẩm Tứ Đại Danh Bổ của nhà văn Ôn Thụy An. Đây thực sự là một sản phẩm vô cùng chất lượng cả về đồ họa, gameplay lẫn cốt truyện. Cụ thể, game đưa người chơi đến với mô típ quen thuộc khi một dòng dõi được xem là hoàng tộc trong thời đại bỗng nhiên bị ám sát một cách bí ẩn. Duy chỉ có tiểu thiếu gia còn ít tuổi và người em gái mới sinh của mình được một vị đại hiệp cứu giúp. Còn nội dung còn lại đương nhiên sẽ được bật mí từ từ thông qua quá trình phát triển của người chơi nhằm trả thù cho gia tộc của mình. Về hệ thống chiến đấu, game Nghịch Thủy Hàn áp dụng hình thức non-target có tốc độ nhanh và chân thực với cơ chế tự động đỡ đòn dựa trên chỉ số của người chơi. Mỗi môn phái sẽ đòi hỏi các thao tác điều khiển khác nhau, cho nên đối với tựa game này thì người chơi sẽ không thể cắm mặt vào tấn công, spam skin bừa mà sẽ phải biết tùy cơ ứng biến với từng loại kẻ địch hay boss để mang lại những hiệu quả tốt nhất. Tổng thể quá trình chiến đấu phải nói là cực kỳ mượt mà và đầy cuốn hút. Bên cạnh đó, trò chơi cũng có hệ thống khinh công giúp gia tăng tốc độ di chuyển, bay lên những nóc nhà, đạp nước điệu nghệ vô cùng mãn nhãn và đậm chất võ hiệp Trung Hoa. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đang là một trong số những đầu game nhập vai hành động lấy đề tài võ hiệp có chất lượng hình ảnh đỉnh cao nhất trên thị trường. Phiêu lưu trong thế giới game này, người chơi có thể chiêm ngưỡng các khung cảnh rộng lớn, núi non hùng vĩ, công trình kiến trúc đậm nét cổ trang, nhân vật cá tính, khám phá một giang hồ với đủ các yếu tố lãng mạn, thử thách, thi vị, chân thực. Ngoài ra, hệ thống chiến đấu trong game áp dụng hình thức semi non-target có tốc độ nhanh và chân thực với cơ chế tự động đỡ đòn dựa trên chỉ số của người chơi. Mỗi môn phái sẽ đòi hỏi các thao tác điều khiển khác nhau. Đối với tựa game này, người chơi sẽ không thể cắm mặt vào tấn công mà phải biết tùy cơ ứng biến với từng loại kẻ địch hay boss để mang lại những hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, trò chơi cũng có hệ thống khinh công giúp gia tăng tốc độ di chuyển, bay lên những nóc nhà, đạp nước điệu nghệ vô cùng mãn nhãn và đậm chất võ hiệp. We'll be right back.
We'll be right back.